5 chiếc bánh chào quý vị. Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng Đa Minh vừa đưa tin về tình trạng sơ bị nhiều người lợi dụng, lấy hình ảnh, lấy tên của sơ, giới thiệu các đấng bậc để bán thuốc. Sơ khẳng định, quý đức cha, hay quý sơ, và chính bản thân sơ không bao giờ bán thuốc, tư vấn chữa bệnh online qua mạng xã hội hoặc kinh doanh dưới hình thức cá nhân. Xin anh chị em thấy những trang Facebook tu sĩ công giáo mà đi bán thuốc thì hãy tránh xa ra và thông báo trên Facebook để mọi người biết. Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế viết trên Facebook mình như sau, thông báo trang giả mạo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều tài khoản Facebook và trang fanpage giả mạo, lấy tên hoặc hình và bài viết của con, giới thiệu các đấng bậc để trục lợi bán thuốc. Con xin khẳng định, quý đức cha, quý cha hay quý sơ, và chính bản thân con không bao giờ bán thuốc, tư vấn chữa bệnh online qua mạng xã hội hoặc kinh doanh dưới hình thức cá nhân. Con xin thông báo để mọi người được biết để cảnh giác, đồng thời con không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào được đăng trên những tài khoản mạo danh này. Con chỉ có duy nhất một tài khoản Facebook cá nhân, Nguyễn Thị Hồng Quế, và trang fanpage Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế. Hai trang cá nhân và fanpage này được con sử dụng chỉ với mục đích đưa lời Chúa, giá trị sống đến cho các bạn đọc. Sơ Maria Hồng Quế. 5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên Facebook, Lê Thị Mỹ Hoài vừa chia sẻ trên nhóm kỹ năng sống công giáo về chuyện mạo danh cha du xe Trần Đình Long để trục lợi. Lợi dụng hình ảnh cha lấy lòng tin, người yêu mến cha Long để lừa xin tiền để làm bác ái. Mong anh chị em hãy cảnh giác hơn trước tình trạng trên đang rất nhiều, không chỉ cha Long mà rất nhiều tu sĩ, giáo sĩ công giáo nổi tiếng cũng bị mạo danh trục lợi. Facebook Lê Thị Mỹ Hoài viết như sau, hiện nay đang có một số người mạo danh cha du xe Trần Đình Long để đi lừa xin tiền, với mục đích xây dựng nhà ở xã hội, trại mồ côi. Mọi người đề phòng nhé, mình đã không kịp chụp lại tin nhắn xin tiền đó, và họ đã xóa mất. Facebook Kiều Anh bình luận, và nhiều người còn mạo danh các cha, các sơ để bán thuốc nữa, mọi người hãy cảnh giác nhé. Facebook Trầm Hương bình luận, đừng có tin, cha nói không bao giờ cha dùng Facebook đâu nhé. Họ lấy ảnh của cha để làm ảnh đại diện đó thôi. Cha du xe Trần Đình Long thường được nhiều người biết đến với tên gọi chung là cha Long, hay cha Long lòng Chúa thương xót. Cha Long có tài giảng thuyết thu hút nhiều người nghe và được biết đến bởi những bài giảng về lòng Chúa thương xót. Các bài giảng của cha Long bằng những hình thức khác nhau được nhiều người chia sẻ trên mạng để nghe, đọc phổ biến. Cha du xe Trần Đình Long sinh ngày 20 tháng 8 năm 1956 tại tỉnh Phú Thọ, nay thuộc giáo phận Hưng Hóa,